chào bạn quay lại trên channel của mình. Ok, mình hôm nay lên được level 100 của cái season pass này rồi. À, mình nhận vé battle pass này, vé battle pass thì mình có để đổi cho con này 1600 nha. 1600 vé battle pass thì bạn sẽ đổi được vào cái con này. Nhưng mà vé battle pass đó bạn chỉ đổi được ở trong cái bạn, nếu mà bạn mua VIP của battle pass á, vé VIP á thì còn mới được thôi bạn. Đó. Ha, ngầu ha. Rồi, lãnh được cái con này thì vô làm một trận liền. Làm một trận liền chứ chờ gì nữa. Cái con này bạn mua battle pass VIP đó, mình mua battle pass là mình mua luôn cái gói up level nhanh là 30 level á. Thì mình lên, bây giờ mình lên battle pass level 100 là mình đổi được một cái con này. Mua battle pass thì nên bây giờ là nhận được một đống quà, một đống hiệu ứng, rồi nhận được mấy trăm cái donut, cái bánh donut, với lại được một hai cái skin tướng, hai skin hero, với lại một cái skin bàn, cái bàn rất là đẹp. 10 km run every day. Vào đây coi nó ra cái gì nha. Vô là thấy toàn là pháo đài chính không à. Mình một mình quốc vương ở trong đây. Nói chung là elo của mình cũng heo dữ lắm rồi. Lên quốc vương là toàn là quái vật không à. Quái vật không chứ không phải là cái dạng tầm thường. Quái vật không à. Muốn đánh tụi nó cũng căng đấy. Tính toán dữ lắm chứ không phải là muốn đánh là đánh đâu. Hơi căng thẳng đấy bạn, không phải bình thường đâu. Bây giờ Tutka nè. Stone bị điện. You can't get blood from a stone. Lấy Tutka đi. Hỏng khóa lại để im đó, từ từ. Nói chung là mấy thằng này cũng tầm thường thôi. Bây giờ thì bạn cứ chơi bình thường. Ngày mà hôm nay thì có một cái update mới là hình như là nép nhẹ bộ warrior. Nép nhẹ bộ warrior, búp nhẹ cho bộ knight. Tăng sát thương cho con bộ mét một chút, tăng sát thương cho bộ mét một chút. Wrong place, wrong time. Ôi, pháo đài 7, pháo đài. Vậy là mình thắng cái trận này, mình cũng đâu có lên được nhiều điểm lắm đâu. Có mình quốc vương ở trong trận này thôi. Có mình king ở đây thôi, còn như là pháo đài hết. Nép nhẹ hai món đồ, búp cho bộ búp cho bộ warrior, đó là cái món hai món đồ mình đã có update ở trên fanpage của mình rồi đó. Bạn nào mà muốn vào coi update như thế nào thì cứ vào đó xem. Nép nhẹ hai món đồ cho bộ warrior nè, nép nhẹ bộ warrior nè, búp lại cho con knight nè, búp lại cho bộ mech nè. Nói chung cũng tạm thôi bạn. Nói chung cái bản update này nó không có cái gì gọi là chỉnh sửa lớn lắm, nhưng mà tóm lại là hình như là warrior biết nó đang quá bá đó bạn, cho nên là nó bắt đầu up lại những cái bộ khác để có thể mà nó cân bằng lên. Chơi game cho nó có nhiều lựa chọn bạn. Chơi game có nhiều lựa chọn, nhiều khi á game nó ra cái lựa chọn đó mà bạn kiểu như bạn đi không được á thì nó kiểu như mà mọi người ngại đi cái bộ đó, tại vì nó đang ở trong, không có trong meta của cái game này, thì cái bắt đầu người ta đi chung bộ với nhau rất là nhiều, xong rồi bắt đầu chém giết lẫn nhau để tranh giành. Rất là nhiều giành chiến luôn. Chơi chung với nhau, chơi chung bộ với nhau nha, là cứ gặp warrior đó bắt đầu là một đống hàng chơi chung bộ với nhau luôn nè. Warrior biết tùm lum hết nè, thấy chưa? Cái bắt đầu là phải tranh giành với nhau, xong rồi giết nhau để lấy chết bạn. Mà bạn mình nói luôn là sao, lúc mà bạn tham thua á, bạn chết á, thì cái những cái con chết mà bạn đang sở hữu nó sẽ nhảy vào lại trong kho nha. Vào lại trong kho thì những cái thằng kia nó sẽ xoay ra những cái con đó. Nó sẽ xoay ra những cái con đó. I am the god of war. Nên vậy phải giết nhau để lấy. Hồi trước là giết nhau để lấy đồ là bình thường rồi, nhưng bây giờ giết nhau để lấy quân luôn. Như vậy thì mấy thằng giết nhau đó là bị mấy thằng mà nó không có ai cạnh tranh đó, vả chết liền. You gotta beat my piggy before you. Này chắc bị Echo luôn bạn. Tutka lên 2 hả? Tutka lên 2 có Echo nổi không? Tutka lên 2 mình để 3 con Echo luôn các bạn. Tụi này nó không có Echo đâu. Từ khi gặp thằng nào mà nó chơi mà theo kiểu như bỏ hết lính ra kìa, chứ mình 3 con ở trong đây thì chắc mình không sao. Để thắng thì giờ mình thua thôi bạn. Giờ mình cứ thua thôi. Lấy cái này ra đó. Bỏ bộ warrior đi để cho nó dễ thua. Bây giờ mình thua mà. Quốc vương 1. Ở quốc vương này thì muốn lên một cái giống như quốc vương 1 lên quốc vương 2 là phải tốn tới 200 điểm luôn bạn. 200 điểm rồi nó mới lên.
Chứ không phải là kiểu như dễ dễ với 100 điểm là lên đâu, nhưng mà hình như là quốc vương 3 là bắt đầu lên win luôn rồi thì phải. Wrong place, wrong time. Sao dữ vậy? Không sao mà mình giết được một con bên nó là được à. Ở trên đây là bạn phải coi mấy cái đó liên tục bạn, coi mấy cái coi cái tiến triển của nó như thế nào. Unicorn nè. Wrangler vines and deadly nightshade. Unicorn 2 luôn mình cũng win à. Echo thôi, này Echo thôi chứ đội hình về đép nổi bạn ơi. Đội hình về đép không nổi đâu. Đội hình tụi nó khá ọt, khá ngon rồi. Nhiều thằng chơi Warrior Beat quá. Nhiều thằng chơi Warrior Beat quá cho nên bây giờ mình phải Echo lúc đầu, combat lại lúc sau. Chứ còn mà bây giờ mà lạng sạng vô đây bị tôi vả chết là mất cái chuỗi là chết liền. Không được đâu. Thằng này đi cái gì đây? Có Warrior Hunter kìa. Căng nha, giết con đó đi. Đúng vậy rồi. Giết được hai con. You can try visualizing victory. Tốn 5 máu thôi. 5 máu là được rồi. Chấp nhận tốn 5 máu rồi. À, bạn Echo á thì mình nói luôn cái mốc Echo là sao? Level 10 là phải có 30 tiền. Đó gọi mới là đúng đúng bà nha, level 10 là phải có 30 tiền. À, trời cái gì vậy? Cho nhiều như con dữ. Wrangler vines and deadly nightshade. Aren't they just the cutest? Chắc một up unicorn 2 luôn quá. Bây giờ tụi nó lên level 5 hết chưa? Lên level 5 hết rồi. À, level 5 hết rồi mình để 3 chest ở trong đây thì chắc nó cũng đủ để thua nha. Bây giờ miễn là sao còn thua là được bạn, mất ít máu thì càng tốt, nhưng mà bạn sợ nhất là biết sao, gặp con sói với lại gặp con sâu. Hai con đó nó đẻ ra là bạn tốn nhiều máu lắm đó. Gặp Knight nè, nhẹ nhàng, gặp Knight thì thua cũng được, thua bao nhiêu con cũng được. Ồ, ghê nhờ, rồi không giết được con nào luôn mới kinh chứ. Ok, chờ tụi nó lên level 6 đi, rồi mình hãy bỏ chết vào cũng được, bình tĩnh. Echo mà Echo thì bạn đừng nên up cấp nha, đừng nên up cấp, đừng nên roi tướng vậy, cứ có tướng nào xài tướng đó miễn sao là cái gì vậy ta? Cho unicorn dữ vậy nè, nãy giờ mà có con ruồi nào khác là mình up unicorn 3 luôn rồi đó. Nãy giờ mà có unicorn khác là mình up unicorn, có con ruồi khác là mình up unicorn 3 rồi, 6 con rồi, 6 con là unicorn 3 chứ còn gì nữa? Khó nhờ. Level 8 mà, level 8 mình có 19 tiền. À, 19 tiền nha. 19 tiền thì ráng rau này còn có. Vậy là rau này cũng đâu có lên 20 tiền nữa. Giết hai con đi. Giết hai con thôi. Không giết được con nào luôn. Máu nữa. Next time it won't be just some game you lose. Này lên 20 tiền nè. Bán một con unicorn đi lấy 20 tiền. 20 tiền là để được mình lấy được hai lãi bạn. Hai lãi với lại 5 tiền trận là mình được 27 với lại 1 tiền chuỗi thua là 20. Ồ, 2 tiền chuỗi thua rồi. Được. I used to be a pain. High five. High hook. Còn thua là được bạn. Cứ còn thua là được. Miễn là sao đừng thắng lúc này thôi. Thằng nào mà nó chơi ác chứ mình mà giờ nó bỏ chết ra là thua bạn. Là chết đấy, không ổn đâu. Mà mấy thằng này nó up cấp hả? Mấy thằng này up cấp rồi bỏ mấy con một sao vào làm gì đây không biết nữa. Nè, cái thằng yếu nhất là cái thằng mà Dozaroth nè. Dozaroth nè, một sao không. Mình mà gặp nó, mình để nhiều tướng vô quá là mình thắng nó là mình mất cái chuỗi thua của mình là căng nó bồ. Căng đấy. Hờ. Một đường đi xuống địa ngục luôn, với nhau luôn. The alpha always gets the bone. Cái ông mình cũng không biết nữa ta. Lại chào giúp mơ. Ghê nhờ. Hu Jun. Hai Việt Nam hết luôn. Bảo đảm với bạn luôn, hai Việt Nam hết luôn. Hu. Việt Nam nó đại mẹ Việt Nam, tí Việt Nam đi. Hu. Hello YouTuber. Căng ào Whipper Sin nè. Con này up được tôi nè, để con này vào nè, đép 10 nè. Đúng không, đép 10. Trời ơi, đó, level 10 mình có 33 tiền. Là ngon các bạn. Là ngon á. Đấy này, để vô lấy bộ Warrior nữa là xong. Chuẩn chỉ luôn. Được thì mình bán hai con bộ, cái hai con này vô luôn, hai con Stone Beard luôn. Tại vì Stone Beard bạn đi World Beat thì bạn không có đi Ace với lại Stone Beard nha. Nếu có thì chơi cũng được, nếu mà lên 3 sao thì chơi cũng được. Còn không á, thì không
Không xài Stone Spirit nha. Không xài Stone Spirit. Bắt buộc là không xài Stone Spirit hoặc là AC nha. Tại vì hai con đó một tiền, Warrior khá yếu. Thường là mình nếu mà bạn có quân thì bạn sẽ thay nó bằng thuyền trưởng hải quân hoặc là Doom. The last one standing is the true Hakage. Có cũng có thằng đi mét luôn ta. Thằng này cũng chịu chơi dữ vậy. You're gonna get axed. Bây giờ có nên lấy chết ra không? Lấy một chết ra chứ. Để tiếp tục chuỗi thua bạn, miễn còn thua là được, còn thua là được. Ừ. Lấy cái này ra. Sao cũng phải lấy một chết ra hết. Đừng để cho mình bằng chết đối phương. Bây giờ nó lên level 6 mình để 4 con thôi, mình phải giữ cái chuỗi thua của mình. Tại vì mình có nhiều con 2 sao đó nha, mình để vào mà bằng lên 5 con vô là dễ thắng lắm. Mình thắng là chết đấy. Bây giờ thắng là lên đường bạn. Phải thua. Thua tới round thứ 15. Thua tới round thứ 15. Ôi. Ghê nhờ, giết được 2 con nè. Giết được 2 con là ổn mà bạn. Một round thì bạn giết được 2 con là bạn tiết kiệm được biết bao nhiêu máu luôn mà. You played well. 8 máu but nào đấy. Played better. Stormbeard cũng xài up 2 luôn bạn, up 2 luôn. Stormbeard up 2 luôn nè. Up 2 luôn nhưng mà chút xíu nữa mình phải bán, mình không xài. Mình nhắc lại là không xài những cái con Warrior 1 tiền này nha. Nếu mà có thể up lên 3 thì xài, còn nếu mà giữa game mà không thấy mà có cái triển vọng lắm á, bán vứt đi. Thay bằng con thuyền trưởng hải quân hoặc là Doom. Hoặc là Berserker, tùy theo tình huống. Mình nói thiệt luôn á, mình đã chơi Warrior Beat rất nhiều lần rồi, nhưng mà sao cái con Berserker đó là một trong những con lừa. Con lừa. Không phải ngựa nha, mình lừa. Con lừa. Lừa cực kỳ luôn. Cho một con từ round thứ 10 xong tới round thứ 35 nó không cho con thứ 2 luôn. Nó không cho con thứ 2 luôn. Chứ đừng nói gì là lên level 2, up 2 sao, quên đi. Không cho con thứ 2 luôn. Rồi cầm một con đó hoài vậy luôn hả? Trời ơi, giận dễ sợ. Có sói nè, sói được nè. Unicorn nè, up 3 sao cũng được bạn. Unicorn up 3 sao được nè. Tôi bây giờ lấy luôn nè, xong rồi up cấp lên và 6 nè. Đó, up cấp lên và 6 nè. Bây giờ mình bằng chết đi tụi nó nè. Đó. Mặn chết cho tụi nó, nhưng mà bây giờ mình up con Unicorn 3 sao này có mạnh quá không? Có mạnh không ta? Chắc không đâu. Còn 2 con 1 sao với lại thua nó 1 con, mình không bỏ tướng vào mà. Không thua đâu. Không quên, không thắng đâu. Thua thì được, thắng là người căng đấy. Giết được 1-2 con về bên nó thôi, ta không cần mày thắng đâu. Ly. Tán chết 1 con nè, rất tốt. Tán chết 2 con nè. Sói chết một con nè. Chết rồi. Cũng được. Ít hơn. Ít máu hơn. Tán chết được 2 con 2 sao của nó. AC. Mới nói không xài AC với lại Unicorn. Quên cái con Stone Bridge thì nó ra AC 2 với lại Stone Bridge 2. Ghê không? Máy nó nghe được bạn đang nói gì. Ghê lắm. Máy này là máy lừa mà nó nghe được bạn đang nói gì đấy, không đùa đâu. Mình để con này chút xíu mình up round thứ 15 bạn. Đó, cái con AC này đáp round thứ 15 là chuẩn bài luôn bạn. Này không thua đâu, không thắng đâu hả? Kệ thắng thua gì cũng kệ đi. Chết rồi, thằng này yếu quá. Thắng rồi. Cái này không có cửa thua bạn ơi. Thua không? Rồi xối ra được luôn rồi. À nó có AC, nó có Swordman 2. Nó có Workman 2 thì mình không có vé thắng đâu bạn. Được. Vẫn còn thua là được. Mừng quá. Xíu nữa là bị thắng rồi. Tưởng là thắng rồi nhưng mà không. Ok. Rồi bắt đầu nè. Round thứ 15 là mình đép quái xong là round thứ 16 comeback nha. Round thứ 16 comeback. Hướng dẫn chuẩn bài cho anh em xem một lần một luôn cho nó dễ bạn. Cho nó dễ. Đây. Lấy cái con... chết rồi, như vậy thì lấy con nào vô giờ? Workman được, lấy con này ra để Workman vào là 6 Warrior. Đó. Xoay một cái ra Workman luôn, đúng bài rồi đó. Game nó ra như vậy là bạn hiểu bạn đang đi đúng bài rồi đó. Nhưng mà thằng Ichigo đó, thằng đó là làng nào vậy? Ichigo này nó 53 tiền, 100 máu, đầy nhóc luôn, lửa vàng. Từ đầu game bây giờ nó không thua rau nào luôn.
căn nhà. Ôi, mình còn có 35 máu thôi. À, nãy giờ mình mới để ý nha, nãy giờ là mình không để ý thanh máu luôn. Đã eco là không để ý thanh máu luôn nha. Không để ý thanh máu luôn, cứ để im đó. Tới đâu thì tới bạn, đời đưa mình đẩy liền. Đời đưa là mình đẩy liền. Đưa nè, bây giờ là 6 warrior rồi nè, rất đưa, rất đưa. Bây giờ mình roi ra một con sâu nữa thôi, hoặc là theo kiểu chơi bộ rui lấy con gấu là thiệt giờ. Đó, bắt đầu đép, đép 6 nè. Bây giờ là đép nha, bây giờ là không thua nữa, thắng. Bây giờ không thua nữa, thắng nè. Round thứ 16 này tụi nó thường là tụi nó không có roi đâu. À, sâu nè, sâu lấy sâu nè. Roi nè. Chết rồi, không ra. Roi cái nữa nè. Roi cái nữa. Ôi trời. Ai đây rồi, Razolor. Razolor là một trong những con mà cực kỳ kiểu như mình rất thích luôn á. À, mình rất thích luôn. Mà bây giờ nó như vậy thì mình không biết để vào chỗ nào. Mình đang có 6 warrior rất khỏe, sâu nè, lấy sâu. Sói. Hai con này thì mình không xài đâu, cho nên mình không lấy nó đâu. Lấy làm cái gì? Hết chậu rồi. Sói 2 là khỏe rồi, sói, mới nói sói 2 khỏe, sói bị quýnh chết luôn. Sói bị quýnh chết liền. Nhắc tên làm chi? Hay quá, thắng bạn. Được. À, hai am Sama đúng không? Sama nè, coi nè. Lên đường liền. Ôi, am Sama còn có 51 máu thôi. Chết am Sama rồi. Am Sama thu mình 7 con. Toàn thật sự. Được, bây giờ mình up 8 luôn. Bây giờ, up 8 mình bổ con gấu vào luôn là mình được 4 beat luôn nè. Đó. Up vậy cho nó củ chắc bạn. Up vậy cho nó củ chắc. Ok. Hey, Workman được. Căng này rồi, sâu lấy con này ra luôn. Đúng rồi, sâu là lấy con unicorn ra luôn. Trứng ướp sói luôn. Ok chưa? Đó. Trứng cũng có thể ướp cho gấu, nhưng mà ướp sói trước. Tại vì sói là bộ warrior, nó có cộng giáp nữa nha. Còn con gấu đó nó không có giáp bạn. Gấu đó chỉ cần gọi ra thôi, còn con sói là có giáp nha. Con sói là có cộng giáp của bộ warrior. Khỏe chưa? Khỏe liền, khỏe hẳn liền. Bây giờ còn 11 tiền, bây giờ tích tiền lại bạn. Tích tiền lại. Bây giờ mình có 6 warrior 4 mít rồi. Giai đoạn này là sớm nha. Sớm mà có đồ ngon là sâu 2 nha. Sói 2, warrior 6 con. Khá khỏe bạn, khá khỏe. Đây rồi, Razolor. Đây luôn, thôi up một round thôi. Round thứ 17, 18 up được 2 con 2 sao. Thôi tuyệt vời. Giờ Swordman lên 2 sao nó là đủ nè. Nhưng mà bây giờ mình còn 2 con trong đội hình rất là tầm bậy là sao, con Ace với lại con Stone Bearded, mình phải thay hai con đó ra thôi. Nếu bạn muốn có cửa về sau thì bạn phải có thay hai con đó ra, tại vì hai con đó về sau cực kỳ phế bạn, cực kỳ phế luôn, nó không có tác dụng trong những trận chiến. Mình lấy Doom kháng mát nha. Doom là một trong những cái con kháng mát cực kỳ ghê luôn. Rồi thuyền trưởng hải quân tăng lượng khống chế lên sát thương diện rộng mà sát thương phép, ghê chưa? Là đó là một trong những hai con mà bạn phải cần nếu mà bạn muốn chơi về sau bộ warrior này. Có nhiều người nói ồ anh ơi, war beat về sau yếu đúng không anh? Đúng vậy em, nhưng mà tại em không biết chơi nó mới yếu. Chứ còn bình thường á là nếu mà đụng war beat rồi nha, đụng mà đủ beat rồi á thì mình chỉ cần cho thêm sát thương diện rộng vào, khống chế thêm là ok liền đó. Giống như là mình thiếu kháng phép đi, mình cho kháng phép vô. Nhưng mà đa phần á là mà về sau mình cũng warrior thì nó phải sợ mát bạn. Sợ mát tại vì cái sang lượng kháng phép nó không có. Trừ khi bạn có đồ, đây một cái thằng phép, ngay thằng phép luôn. Thằng phép này thì thằng phép này không có mana, không có vé. Thằng phép này không có vé nào hết. Thằng phép này chừng nào nó có mana kìa nó mới có vé với mình. Chứ còn nó hết, nó để hai con The Shaw vào đó thì nó không có cửa nào cả. Ok. Ôi thằng này thua mình đào đấy, thằng đó Ichigo nó thua mình 8 con. Thằng đầu bảng nha, thua mình 8 con. Lúc warrior này nếu mà bạn gặp bộ mech rồi á thì bạn nên cho một là con Siren, là cái con mà bộ Naga, bộ xương cá đó. Siren cái con mà bắn cung á, xương cá với lại Hunter á, đó. Cái con kêu bọn mực đi. À, rồi còn cái hai là sao, mình thích nhất là cái con mà Tsunami, là cái con mà là bạch tuộc á, tưng lên cái là mấy cái giòi bạch tuộc nó đánh ấy, kia tưng lên đó.
hắn phép cực kỳ ghê, có lượng khống chế sát thương diện rộng quá tuyệt vời, phù hợp với bộ Warrior 100%, không 200% luôn, phù hợp với hai cái rìu Kira. Wrong place. Bầu bố mày chăng? Món quà thời gian là một trong những cái món sẽ bị nép, nhưng mà bây giờ nó còn đang rất khỏe. Hai món cũng được luôn, nếu mà hai món cũng được, nhưng mà để coi, mình thích là thích cây kích vân đính hơn, tại sao nó sẽ khóa tâm khóa tay của một tướng đối phương ở trong 5 giây. Mình thích cái đó hơn. Nhưng mà giờ cái bộ Warrior này thì mình đâu có sợ đâm tay. Đâm tay là mình chấp hết, đúng không? Chấp hết, cho nên bây giờ mình lấy món quà thời gian cũng được. Mình món quà thời gian là mình cho con cái con mà chia ra cho nó gồng được 2 lần. Nó gồng được 2 lần. Tất cả tướng phe bạn hồi sinh lực 15%, hồi sinh lực 15%. Đang đi đánh đó, đưa vô con này cũng được bạn. Đó, ngon liền, ngon chưa? Nè búp nè, đó, búp cái nữa nè. Chết liền. Gặp mình bây giờ hai món này là mình trâu vô địch bạn. Gặp hai món là trâu vô địch luôn. Trâu này thuộc gọi là trâu nước á, chứ không phải là trâu bình thường đâu. Trời, trâu này kinh đấy. Ôi, đã đẻ luôn. Nó còn trâu vậy thì chết rồi, chết tụi bay rồi, không được đâu. Nguy hiểm đấy. Thế rồi thì trưởng hải quân bán liền Stone Bearded luôn, để thuyền trưởng hải quân vào luôn. Quên vậy thôi, mình để con Stone Bearded vào sao, tại vì nó có cái tưng á. Còn cái Ace này thì cũng bình thường, Ace này có thể lấy bộ động động, nhưng mà giờ con Worksman mình mới có một sao. Nhưng mà mình chưa bán con nào hết, mình để im đi, tại vì giờ mình bán cũng không giải quyết được vấn đề gì bạn. Không biết tiếng đề. Ồ, rồng à. Rồng. Ồ, rồng nha. Rồng nè. Tao cũng rồng được nè. Mà đâu phải mình mày có món đồ đâu. Tao cũng rồng được. Tao có hai món. Hai cái đó luôn, chứ không phải là một cái đâu. Trời, rồng bị tưng ra chết liền. Thấy để Stone bị đỉnh không bạn? Tưng rồng ra chết liền. Hồi quá tuyệt. Thằng Noble này nó thua mình 10 con. Sân nhà nha. Mà mình mới level 8 mà nó thua mình 10 con. Hai con sâu nữa. Oh. Welcome to the Marines. Bán luôn đi. Thôi cái nữa coi. Ôi bây giờ thằng Nosebon này sắp chết rồi. Mấy thằng ở dưới là thôi bộ đi hết rồi đó. Bây giờ mình có 50 tiền rồi. Một cái gọi là sao, mình nói rồi, 50 tiền là sao? Một cái giữa lưng rất đỉnh cao bạn. Một cái giữa lưng rất đỉnh cao luôn. 50 tiền là sao? Bạn không có sợ bạn thằng nào sóc đâm bạn chết liền nữa. Nếu mà bạn thấy bạn thua rồi, úp cấp còn nhiêu tiền rồi cho mình, úp tướng rồi sao bạn chết được, đúng không? Mình còn 50 tiền, rất nhiều công dụng bạn. Thua một trận liền, úp cấp lên một cấp, bỏ một con tướng vào xong rồi roi, úp tướng 2 sao, đó tuyệt vời. Úp úp này mình không xài bạn, mình đang chờ con gấu thôi. Ồ đây rồi, thuyền trưởng hải quân. Tuyệt. Nhưng mà mình không có Doom nè. Bây giờ không có Doom là dễ bị mech. Bị mech mấy con mà sát thương phép á. Mech á, nó đập cho chết á. Mech. Chết rồi. Không ổn rồi. Vậy thì đây rồng phép à. Chà. Đây rồng phép của mấy bạn đây, có nhiều bạn nói mình đi rồng phép đi. Đi rồng phép đi, mạnh nha. Thấy mạnh chưa? Mạnh ghê đấy. Rồng phép của mấy bạn nè, coi mấy bạn nè, này rồng phép đúng không? Rồng phép không có nhé nào như răng này hết. Bây giờ thua nha. Ok, trời ơi. Có Doom là nó vả bể mặt liền, mình bảo đảm luôn, mình nói Doom là thằng này chết trước. Ôi thằng này đều ghi ra nữa. Chỉ cần một con Doom thôi, khắc chế luôn bộ rồng phép luôn. Một con Doom một thôi. Ô, Berserker hả? Lấy Berserker thay quốc mẹ cũng được. Doom đây rồi. Giời, cậu đây rồi. Rồi cái nữa, Workman 2 hả? Căn nhà. Workman 2 hả? Rồi cái nữa nè, lấy Doom, trời Doom nữa. Doom 3, Doom 2. Rồi rút ra. Con này sắp xếp lại thôi. Hai con này đi. Mấy con này đi, lấy Doom vào.
Doom 2 thôi nha, là mình bảo đảm luôn, rồng mét dẹp, một hit một mà lên đường. Mình khẳng định với bạn luôn, Doom là một trong những con khắc chế bộ phép cứng luôn, khắc chế cứng bộ phép, rồi mình cứ hiểu đi. Một cái con mà gây sát thương phép lớn nhất của bạn, bị khóa đi, xong đứng nó chết luôn. Thì bạn hiểu đi ha, cực kỳ khó chịu luôn, cực kỳ khó chịu luôn. Bây giờ mình 24 máu đúng không, tưởng thua. Anh em đang xem để lại cho mình một like liền. Đó, thuyền trưởng hải quân nè, cản chưa? Thuyền trưởng hải quân nè. Bây giờ bán con này để đun vào. Đó, giờ mình bộ phép này ra đây. Tao vả mày không trượt phát nào luôn. Ô, úp cái này cho đun nè, cái này cho đun là quan trọng nè bạn. Cho đun. Vừa trâu mà vừa đam nữa. Cho đun mà vừa trâu vừa đam nè. Vừa trâu mà vừa đam nữa, cho bạn cứ thoải mái đi, không bao giờ có cửa. Nếu mà bạn thích á thì cho thêm một con xương cá vào nữa, kháng phép vô địch luôn. Đó thì khỏi phải bàn mày, khỏi phải bàn. Thằng này giờ không có vé nào, bảo đảm tao chấp mày hai thằng luôn. Tao chấp mày luôn. Thằng này nó có ít mà quên là cái con Dark Spirit á, là một trong những cái con mà khắc chế bộ Warrior cứng luôn nha bạn. Khắc chế cứng bộ Warrior luôn đó. Nhưng mà không có vé nào trong đây, tại vì ở trong đây có những cái món đồ mà nó có thể, có những cái món đồ mà nó bạn nó giúp bạn kháng lại những cái bộ rất là khỏe, đồ kháng được bộ luôn nha. Giống như bạn chơi bộ phép mình chỉ cần cho hai món đồ vô thôi, một cái món là cái tẩu phỉ thúy là tăng 200 cái lượng chống chịu sát thương kỹ năng đó, với lại một cái có thể là hồi sinh lực của cái đồng hồ thời gian, với lại một cái là mấy cái đồ kháng phép vô nữa, là bạn dẹp đi không có cửa luôn. Không có cửa luôn đó. Cho nên bên đồ bây giờ nó quan trọng lắm, meta đồ. Demon, chơi Demon nè, chơi bộ Demon này gan dạ nè, răng này chứ không phải răng rút bình thường đâu, rút chính mà lên kinh là em phải chơi những cái bộ rồi đó, nó chuẩn bài, chứ mà em chơi bộ Demon là em chết liền. Thể hiện mình là răng kinh liền bạn. Ở trong đây toàn là mấy thằng rút không à, đúng không, toàn là pháo đài không à, mình đang kinh, mình phải thể hiện liền. Lấy trứng úp gấu, lấy trứng úp gấu nè, bán hết mấy con ruồi đi nè, mấy con ruồi dẹp 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 đó. Bây giờ roi nè, ra nào. Bây giờ như vậy là được rồi, như vậy là không có cửa nào cho tụi nó. Bây giờ mình úp chính là mình có thể để thêm một con vào, nếu mà được thì mình để thêm một bộ Naga kháng phép, Siren cũng được, hoặc là theo kiểu giống như là được thì Tsunami là một trong những con mà phù hợp nhất luôn, 100%. Đây rồng mét nha, rồng 2 nha, đúng không nè, có đun rồi nè, rồi sao đây, có đun rồi chết liền, có đun rồi nè, đun vô mặt mày nè, chết liền, không có cửa, mình nói rồi, không có vé nào cho thằng này hết, không có vé nào. You played well, but I played better. Thằng Jun nó thua mình 8 con ở sân nhà nha, kinh khủng chưa. Mình nói rồi, rồng mét không có đi leo răng nổi ở cái răng này đâu, làm ơn. Nếu mà được đi human mét á thì được. Human mét, nếu mà 6 human 6 mét á thì ok. Còn không là thôi dẹp đi. Đừng có mơ tưởng. Đừng có mơ tưởng, không có ké, không có vé nào đâu. Chết rồi. Đưa con ốc này vô có điên quá không? Thôi để con này vô đi. Kháng assassin chứ. Ha, gặp một thằng mech, nhưng mà ao thằng này god mech, nhưng mà lại god mech mà không có con thunder spirit mà có con bơm, mà bơm á là gặp warrior là chạy dài mà gặp warrior là chạy dài. Bơm gặp warrior, bơm là sát thương vật lý nha bạn, bơm là sát thương vật lý nha, mà gặp thằng warrior thì thôi, bạn hiểu đi, sát thương vật lý không có cửa nào với nó hết. Không có cửa nào với nó, nổ giống như gãi vậy đó bạn, mũi chích inox chứ. Chết mày chưa, trời ơi. Ôi có hai cái con này, cho con sau một cái, cho con thuyền trưởng hải quân một cái, tuyệt vời, ổn định các bạn, ổn định. Các bạn thấy con berserker không, con berserker 30 hiệp rồi nó cho mình hai con, hồi nãy mình lỡ bán một con rồi, bây giờ còn con nằm đây nè, 30 hiệp rồi nó cho đúng hai con berserker thôi. Vậy thì giờ bạn muốn làm gì đây? Nó lừa mình lắm, mình nó rồi cái con berserker này nó vô đội hình ai thì nó cũng khỏe, lên 3 không nha. Hồi trước mình cũng hay lên 3 berserker lắm, mà bây giờ bị toan rồi. Không hiểu sao kiểu như lên 3 nhiều quá cái nó bị gãy luôn, cho mình lên lại lên nào luôn. Ép cho Doom luôn, Doom bây giờ khỏe là được, Doom khỏe là ok.
Doom còn khỏe là mấy thằng Mech còn chết. Cho nên là cứ để Doom khỏe. Máy bay, Berserker. Máy bay này cũng được, đưa máy bay vào cũng ngon các bạn. Đưa bay vào cũng ngon, tại vì Warrior lúc sau nó cần một cái lượng sát thương diện rộng. Không biết sát thương diện rộng gì. Thôi xong bay. Lấy con này rồi Mech có còn đánh gì nổi nữa bạn. Lấy con này rồi Mech có đánh gì được nữa. Mà đã vậy thì còn cái con này là sát thương diện rộng nữa nha. Mà có khống chế lớn, một trong những khống chế quan trọng nhất cái game này luôn. Mình nói rồi, con này là một Tsunami, là một trong những con quan trọng nhất cái game. Tool nè, rớt xuống làm choáng nè. Tool rớt xuống làm choáng, ăn thuyền vô mặt rồi bị đuông chết. Trời ơi, nghe kịch bản hoàn hảo hơn phim Xích Ngực. Nói rồi, bảo đảm với bạn không có cửa nào mà Mech có thể ăn được bộ Warrior này đây. Wow, cái này nó thua mẹ luôn. Then I took an arrow in the knee. Mình được up 10 luôn mà, up 10 để máy bay vô luôn, mới ghê nè. Rao sao up 10 mà, rao sao up 10 luôn. Này nó thua rồi. Ồ, cái này đi, cái này có thể ép vô cho con Doom. Doom cũng được bạn, Doom khá khỏe. Doom bây giờ mà được tăng sát thương từ bộ giả thú nữa là hơn 300 dam. Hơn 300 dam này nó tán thì thôi khỏi phải bàn, một con là 2 hit lên đường. Ủa tán, sóc dam ghê nhờ. Nè, không có vé nào đâu, tao nói rồi, không có vé nào. Khỏe lắm, nhưng mà dồn gốc là mày chết với lại thường trưởng hải quân liền. Mình nói rồi, khỏe thì khỏe lắm, nhưng mà dồn gốc là chết với thường trưởng hải quân liền. Mấy bạn đang xem, để lại cho mình một like liền. Thể hiện mình là ranking liền. Bóp mũi miếng pháo đài liền, không cho nó lên kinh. Đó, xong rồi bạn. Thằng này còn 3 máu, làm gì được đây. Hay thật, mới lấy một cái skin này win luôn, top 1 luôn, tuyệt vời. Mới lấy một cái con xem cái con skin này nhìn đẹp không, nhìn ngầu lên, win luôn. Ô, ghê nhờ. Roger Gone kinh nhờ. Máy bay bị phá tiêu mà thả được một bom nè, hai bom. Máy bay một thôi đó nha mà gây thù thắng nó gì vậy, thôi gì mà chơi dẹp đi. Ok thôi, xin chấm dứt video đây. Bạn thấy hay nhớ để lại một like, một đăng ký ủng hộ channel của mình. Bạn nào muốn làm bộ nào thì cứ comment lên bên dưới. Thả tim nha, rồi chào bạn.